thu nhỏ đầu mũi, dịch vụ thẩm mỹ rất được khách hàng ưa chuộng tại JW. Thu nhỏ đầu mũi là tiểu phẫu đơn giản, an toàn, mang lại hiệu quả cao. Kỹ thuật này khắc phục triệt để về phần đầu mũi thô, góp phần tạo nên chiếc mũi cao đẹp với sống mũi thẳng tắp, đầu mũi thon gọn, lỗ mũi hình hạt chanh, đem lại vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát cho bạn. Ai cũng thích là cái hiện tại của em bây giờ hơn là ngày trước. Có người em không nói là người ta không có biết là em làm mũi luôn. Đây là kỹ thuật xử lý, bóc tách hay cắt bỏ mô mềm hoặc sụn. Quá trình thực hiện nhanh chóng, nhẹ nhàng, không xâm lấn, không đau đớn và hoàn toàn không để lại sẹo. Quá trình thu gọn đầu mũi được tiến hành theo công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc, bao gồm bước 1. Thăm khám và tư vấn. Bước 2. Xác định và đo vẽ dáng mũi mới. Bác sĩ sẽ thực hiện đo vẽ, xác định phần đầu mũi cần thu nhỏ bao nhiêu, thu gọn như thế nào để tạo dáng mũi thanh tú, thon gọn, hài hòa với tổng thể khuôn mặt. Bước 3. Gây mê nhẹ, giúp khách hàng thoải mái và an tâm trong suốt quá trình thực hiện. Bước 4. Tiến hành thực hiện thu nhỏ đầu mũi. Tùy trường hợp, bác sĩ sẽ áp dụng các phương pháp tối ưu nhất. Trường hợp 1. Sụn mũi bè và tù sẽ phẫu thuật gọt xương sụn cho thon gọn, sau đó cố định hai phần sụn vách ngăn cho sụn dựng đứng lên, nâng cao đầu mũi. Trường hợp 2. Nếu nguyên nhân là do mô mềm thì tiến hành tiểu phẫu cắt bỏ mỡ thừa. Bước 5. Kết thúc quy trình, khách hàng nhận lịch tái khám và cắt chỉ đúng quy định. Nhanh tay click vào đường link dưới phần mô tả video để xem thêm thông tin chi tiết và nhận ngay ưu đãi hấp dẫn từ JW.